Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi quấn cái motor máy nước này này, Akido nhá, loại máy Akido đời mới nhá. Đời nó có 4 cuộn dây chạy nhá, và 4 cuộn dây, 2 cuộn dây khởi động nhá, 4 dây chạy đây, dây 70 này. Vòng 1 là 41 này, vòng 2 44, vòng 3 là 55, vòng 6 là 60. Ở đây dây 50, 86 và 92 nhá. Thì chúng ta sẽ tiến hành, tôi đã quấn ở đây này. Đấy, số vòng này, số vòng dây của cái dây chạy nhá, ở đây là chúng ta theo số vòng đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn ra và chúng ta sẽ lấy cuộn dây ra ngoài này. Đấy, chúng ta sẽ thổ một cái. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta ngưng lại và chúng ta lấy đơn giản thôi, không có gì khó. 4 cuộn dây 70 nhá, theo sơ đồ vòng dây đó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bẻ lại đây. Đấy nha, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào vật, chúng ta trừ 4 lỗ nhá. 1 và 4 nhá. Thì chúng ta để bề nào cũng được. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đẩy vào. Rồi. Đấy, chúng ta vừa quay vừa ấy, vừa xem cái này nhé. Chúng ta bỏ bước đầu và chúng ta bỏ cuộn cuối nhé. Chứ bây giờ chúng ta quay cả thì nó quá dài, cho nên chúng ta lại bỏ. Ui, cái này là ra ngoài này. Thôi được, khuôn này chúng ta sẽ đẩy sau. 1, 2, 3, 4 nhé. Xong vòng thứ 5 chúng ta đẩy đây nhé. Vòng hơi khó các bạn, chúng ta tắt một xíu đã. Đây chúng ta đã đẩy vào được nhé, và chúng ta đẩy ra đằng sau nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta để tiếp tục đẩy cuộn thứ hai vào. Đấy, chúng ta lại cứ bóp vào và chúng ta đẩy vào bình thường đó. Cúi với đó ra. Rồi vào vòng tiếp nhé. Rồi bên anh có lên phải đi dài mới này. Thường có lên. Điện vòng mấy? Nó nghỉ. Có lên không đánh. Mẹ có đến độ nhộ bỏ vũ à, chào dạ chào bà về mà chưa mà rồi đây là tép cuối nhá, chúng ta phải đẩy vào nhá. Tép cuối chúng ta phải đẩy vào.
Dính mới nghỉ ra. Rồi để tép cuối các bạn. Đấy, chúng ta đẩy cái dây này ra nhé. Nó thật sự khó bỏ các bạn, bởi vì cái lỗ nhỏ quá. Đấy, bây giờ chúng ta phải quay ra về phía bên này. Đây, dây cuối đây. Thì chúng ta phải tiến hành đưa sang bên này. Này, khó bỏ đây các bạn nhé. Cái máy này công nhận nó vào cột dây khó thật. Thế 5 phút chúng tôi cắt đi giảm nhiều mà nó vẫn cứ khó đẩy rồi. Nó phan lên các bạn. Phan lên rồi bỏ thăng. Đây chúng ta đẩy vào. Ồ, cái này rất chật lỗ các bạn. Cái lỗ nó nhỏ quá khó bỏ ngao ngán. Cái bỏ buổi sáng giờ mới được một cái này nó thực sự khó. Mẹ sao là lỗ nhỏ vậy cũng biết. Chật ruột lắm mới đẩy được vào. Đấy. Bây giờ chúng ta thể tiến hành đẩy ra đằng sau. Đấy, chúng ta bẻ ra. Đấy, nó thành ra rất đẹp nhưng mà nó thực sự khó. Các bạn xem chứ nó khó lắm. Tôi không ngờ nó lại làm khó mình như thế này. Đấy, như vậy được một cuộn đấy. Bây giờ hai cuộn, ba cuộn, bốn cuộn nhá. Thôi cảm ơn quý vị các bạn đã xem nhé. Nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé. Bây giờ đã xong được cuộn một cuốn lâu lắm rồi. 1, 2, 3, 4 bên trong nhé. Chào mọi người.